lạc tiên hay còn gọi là cây chùm bao, cây nhãn lồng là một vị thảo dược khá quen thuộc với người dân miền quê. Vì thảo dược này có tác dụng là điều trị bệnh mất ngủ, suy nhược thần kinh, tim hồi hộp, hành kinh sớm, được rất là nhiều người sử dụng và kết quả rất đáng mừng. Từ lâu thì cây lạc tiên đã được biết đến như là một loại rau rất là bổ dưỡng, dùng để luộc, nấu canh ăn rất là ngon và mát, có tác dụng tốt cho sức khỏe. Trong đông y thì lạc tiên là một loại thuốc thần kỳ giúp hỗ trợ và điều trị bệnh mất ngủ cực kỳ hiệu quả. Dùng cây lạc tiên mỗi ngày chính là giải pháp giúp an thần tự nhiên, giúp lấy lại giấc ngủ ngon sau một ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng. Cây lạc tiên thì tuyệt vời đến như thế nào thì mời các bạn cùng đón xem ở video sau đây. Theo các kết quả nghiên cứu thì trong cây lạc tiên có chứa nhiều hóa chất như là alkaloid, saponin và flavonoid. Xuất phát từ những công dụng mà cây lạc tiên mang lại, nhiều người đã sử dụng đọt và lá của cây lạc tiên để luộc chấm làm rau ăn hàng ngày, hay là nấu canh với tôm, thịt giúp hỗ trợ điều trị bệnh mất ngủ, giúp tinh thần giảm căng thẳng, mệt mỏi rất là hiệu quả. Công dụng chính của cây lạc tiên là giúp hỗ trợ điều trị bệnh mất ngủ, ngủ không ngon giấc, hỗ trợ điều trị suy nhược thần kinh, tim đập nhanh, hồi hộp, giúp an thần, giúp thanh nhiệt, mát gan, giải độc cơ thể, lợi tiểu, giúp hỗ trợ điều trị ho do phế nhiệt, đau bụng do nhiệt, hỗ trợ điều trị chứng viêm da, mụn nhọt, ghẻ ngứa, hỗ trợ chứng hành kinh sớm ở phụ nữ. Cây lạc tiên là cây thuốc nam và cũng là thực phẩm thường dùng nên rất là phù hợp cho mọi đối tượng, đặc biệt là cây có công dụng tốt đối với những đối tượng như sau: người thường xuyên bị mất ngủ, ngủ không ngon giấc, người thường hay thức dậy vào lúc nửa đêm, người bị suy nhược thần kinh, tinh thần luôn căng thẳng, mệt mỏi, những người hay lo lắng và buồn phiền. Hiện tại thì thảo dược Đức Thịnh đang có bán các sản phẩm của cây lạc tiên như là cây lạc tiên khô, cao lạc tiên, trà lạc tiên túi lọc. Sản phẩm được bán và giao hàng trên toàn quốc.